phần 3 lấy bối cảnh 2 năm sau cuộc chiến giữa lũ khỉ và loài người, khi này quân đội con người bắt đầu vào rừng để quyết tâm tiêu diệt tận gốc loài khỉ, do hai con khỉ phản bội đã dẫn quân vào đây. Như vậy mà con người dễ dàng tiếp cận căn cứ khỉ và bắt đầu đánh lén. Cuộc đột kích bất ngờ khiến loài khỉ thiệt hại nặng nề, loài người cứ như vậy đục đà xông lên tàn sát. Không biết hôm nay căn cứ này đã phải chết mất bao nhiêu con, kẻ phản bội nhìn đồng loại mình bị giết mà không chút thương xót. Thủ lĩnh tiểu đoàn khỉ vội vàng phái binh đến cứu trợ, bắt đầu ra sức đánh trả lại quân đội loài người, bắt đầu bằng việc những quả lựu đạn khói, ngay sau đó là cơn mưa tên ập xuống hạ sát rất nhiều người, quân đội Mỹ áp chế chết như gà dạ. Họ muốn rút qua nhưng không còn kịp nữa rồi, chỉ còn duy nhất vài anh lính sống sót. Cuộc đột kích để lại quá nhiều thương vong cho cả hai bên. Sau cuộc chiến, lúc này vua khỉ Chrysler tiến đến, nhìn thân dân của mình thực sự anh quá đau lòng. Họ cũng bắt được 4 tên lính và con khỉ phản bội. Hóa ra có nhiều con khỉ phản bội là vì chúng muốn trả thù cho con khỉ Koba nên mới phục vụ cho đại tá để giết chết Chrysler trả thù. Vua khỉ Chrysler chỉ muốn kết thúc cuộc chiến nên tha cho 4 người lính để mong cầu hòa bình với đại tá Cornell và cho rút quân sâu vào trong rừng để tránh đi cuộc chiến với con người. Vua khỉ vốn chỉ muốn sống yên bình và tránh xung đột, nhưng đáng tiếc, sự lương thiện của Chrysler sẽ giết chết anh. Bởi khi loài khỉ còn đang say sưa ngủ trong hang động, quân đội loài người một lần nữa bí mật đột nhập hang động. Trong đêm đó chính là đích thân đại tá Cornell. Chrysler quay lại thì chỉ còn nhìn thấy xác của vợ con mình bên cạnh. Cũng may là anh kịp thời trốn đi. Nhưng trước khi ăn một cơn mưa đạn vào người, Cornell tranh thủ bám vào dây đu lên trục thăng trốn thoát. Chrysler căm thù, lấy hết sức cố gắng bám dây đuổi theo, bằng mọi cách muốn giết luôn tên đại tá. Nhưng hắn khôn hơn khỉ, cắt luôn dây khiến Chrysler rơi xuống. Cả nhà vua khỉ bây giờ chỉ còn duy nhất một cậu con trai út. Mối thù này thực sự không trả không xong. Chrysler ra lệnh cho mọi người hành quân vào rừng sâu trú ẩn, còn bản thân sẽ đi ám sát đại tá Cornell một mình. Nhưng thực ra, anh không đơn độc, ba cận vệ trung thành nhất muốn trợ giúp Chrysler đến cùng. Rất nhanh chóng họ tìm được một người chốt trại. Đúng lúc hắn rút súng bắn ba chú khỉ thì Chrysler kịp thời giật tay. Quả nhiên con người vẫn nham hiểm hơn khỉ một bậc. Vào trong nhà họ bắt gặp một em bé bị câm. Chú đời ơi thương tình tặng cô bé một con búp bê nhỏ. Nếu bỏ mặc cô bé ở đây thì cô ấy sẽ chết. Thế là bất đắc dĩ, nhóm sát thủ lại có thêm một thành viên. Rất nhanh Chrysler cũng đã đến được nơi quân lính đóng trại. Họ phát hiện ra một kẻ phản bội cũng đang ở đây. Ngay lập tức cả nhóm lao vào khống chế hắn, mới khai ra rằng đại tá Cornell đã dẫn phần lớn quân lính đi bắt loài khỉ. Đúng lúc này có hai tên lính đến ngoài cửa, bốn chú khỉ vội vàng bịt miệng kẻ phản bội tránh để hắn hét lên, nhưng không ngờ ra tay quá mạnh khiến hắn tắt thở. Vậy là chưa kịp hỏi thêm được chút thông tin nào về đại tá kia, chỉ đành dình đám lính còn lại xem khi nào chúng đi thì đi theo. Quả nhiên sáng hôm sau chúng cũng rời đi, bốn người cứ vậy theo chân quân lính đến một vùng băng tuyết. Họ phát hiện ra ba người lính vừa mới bị bắn chết ở đây, còn một kẻ vẫn còn thoi thóp chưa chết. Nhưng khốn nạn, hai tên này bị cắt lưỡi không nói được. Tại sao lại bị bắn? Do ai? Bốn người trèo lên cột điện để theo dõi đám lính. Bất chợt bên dưới có kẻ đến trộm ngựa chạy đi. Ngay lập tức ba người phóng ngựa đuổi theo bằng được. Cứ như vậy khiến ba người phải xử lý sự cố phát sinh. Rất lâu sau, cuối cùng họ cũng đuổi kịp hắn đến một căn nhà. Hóa ra tên này lại vốn là một con khỉ kỳ lạ, mặc áo ấm nhiều nên lông rụ hết, khiến hắn trần trụi ra giống như con người. Đó là con khỉ duy nhất còn sót lại của một đàn khỉ bị con người tàn sát. Trùng hợp thay, chú khỉ này lại viết về địa điểm của khu cách ly, đó chính là nơi mà tên đại tá Cornell sinh sống. Sáng hôm sau, lập tức chú khỉ tốt bụng dẫn đường cho mọi người rất nhanh chóng, đã tiếp cận được trang trại địch, nhưng bất ngờ họ bị hai tên lính tuần tra tấn công. Trong cuộc giao tranh, không may chú tinh tinh to nhất bị lưỡi lê đâm vào bụng, cô bé chỉ cài hoa lên mái tóc trước khi chú từ giã cõi đời. Thấy Luca đã hy sinh, hai chú khỉ muốn khuyên Chrysler dừng lại, nhưng lòng hận thù đã che mờ lý trí Chrysler. Anh quyết định tự cầm súng đi lên, giết tên đại tá một mình. Không ngờ rằng anh phát hiện toàn bộ đàn khỉ đã bị đại tá bắt đến đây. Con nào không nghe theo thì lập tức bị treo xác lên giết. Một con khỉ thoi thóp nói rằng tên đại tá đang ép loài khỉ làm việc cho chúng. Vừa nói dứt câu thì Chrysler cũng bị một báng súng đập vào đầu. Khi tỉnh lại thì đã ở trong vòng tay của tên đại tá, mà chính kẻ phản bội lại đang cầm dây xích trói giữ anh. Hóa ra tên đại tá này có lòng căm thù với loài khỉ, hắn lại nham hiểm tra tấn hành hạ chứ không giết ngay. Đúng là chỉ con người mới nghĩ ra những trò bỉ ổi. Cứ mỗi buổi sáng, đám quân đội tập hợp rồi kéo lũ khỉ ra ngoài đánh đập một hồi, sau đó bắt chúng lao động nô dịch xây tường thành cho chúng. Mà đã 6 ngày rồi lũ khỉ chưa được ăn, khiến một số con suy kiệt sức lực ngã quỵ xuống đất. Ngay lập tức, hai con khỉ phản bội được lệnh đánh đập anh ta trước mặt đàn khỉ. Uất hận trước cảnh này, Chrysler hét lên dừng tay lại. Cả đàn khỉ thấy vậy cũng giơ tay biểu tình đòi được ăn rồi mới làm tiếp. Kết quả là tên đại tá lại bắt chính Chrysler rồi đánh đập thay vào vị trí của con khỉ vừa rồi. Nhưng dù có đánh thế nào thì ánh mắt của Chrysler cũng không thay đổi. Anh cứ nặng nặc đòi thức ăn về cho cả đàn. Tên đại tá lập tức bắn chết luôn bạn khỉ ngay bên cạnh, rồi dùng súng ép đàn khỉ quay lại làm việc. Lũ khỉ kiệt sức nhưng vì cứu Chrysler nên đành phải cố làm. Đánh xong rồi, chúng trói Chrysler lên dây. Ba chú khỉ bên ngoài chứng kiến tất cả, bắt đầu lên kế hoạch giải cứu. Buổi tối, tên đại tá cho Chrysler đến gặp mặt. Chrysler rất thông minh, bắt thóp được tên đại tá.
Vạch mặt hắn ta xây tường là vì sợ quân đội loài người, rất rõ ràng hắn là kẻ phản bội ở trong quân đội. Thì ra, do con trai của hắn đã chết do virus khỉ, cho nên hắn mới đứng lên lãnh đạo một nhóm phản loạn, quyết tâm tận diệt loài khỉ đến cùng và giết tất cả những người lính nào dám cản trở hắn, thậm chí cả một ngôi làng đã bị hắn chặt đầu. Làm nhân từ hoàn toàn không có trong từ điển của tên đại tá. Nhờ Crusher bắt thóp mà đại tá cuối cùng cũng cho lũ khỉ ăn, nhưng con khỉ phản bội căm ghét Crusher nên chỉ chừa cho một gáo nước. Trong khi này, bên ngoài nhóm khỉ đã phát hiện ra một lối đi bí mật, mà lối này thông thẳng vào trong giữa sân tập trung. Buổi tối hôm đó, cô bé đi thẳng vào chỗ Crusher đang bị giam. Thấy Crusher kiệt sức sắp chết, cô bé kịp thời cho Crusher uống nước và mang thức ăn trở lại cho vua khỉ. Nhưng đúng lúc này, có một đoàn lính đi tới. Chú khỉ tốt bụng sợ cô bé bị phát hiện nên ra mặt đánh lạc hướng. Cũng vì thế mà chú khỉ này được ăn một trận no đòn và phải nốt chung với đàn khỉ. Nhưng vì vậy, Crusher biết được rằng chúng sắp có cơ hội trốn thoát rồi. Sáng hôm sau, Crusher ra hiệu với nhóm bên ngoài rằng tối nay sẽ hành động, bởi sau khi xây xong bức tường, tên đại tá sẽ giết hết loài khỉ ngay. Lập tức đêm hôm đó, cả nhóm hành động, vô tình đào trúng ngay cạnh chân một tên lính mà hắn không biết gì. Chú khỉ đầu chọc thò lên báo cho mọi người lối thoát. Trước tiên, lũ khỉ ném phân lên thằng lính khác để chúng phân tâm, khiến tên này cay cú mở lồng, bắt khỉ tra tấn. Quả nhiên đã rơi vào bẫy của lũ khỉ bên trong. Một cục phân to hơn lại được ném tới khiến tên này cay cú tiến lên và cái kết, hắn bị lôi tuột xuống cái hố trước mặt. Nhờ vậy mà loài khỉ lấy được chìa khóa mở cửa. Điều đầu tiên, Crusher đến mở cửa cho lồng khỉ con để chúng âm thầm đu dây cáp tiến đến chỗ lồng khỉ lớn, thuận lợi giải cứu cho lũ trẻ được thoát đi đầu tiên. Tiếp theo lần lượt khỉ lớn cũng rời đi hết, nhưng Crusher không đi, anh muốn ở lại giết tên đại tá kia. Tính thù hận của anh đã che mờ lý trí. Cùng lúc này, quân đội Mỹ tấn công đại tá phản loạn, cho máy bay phóng tên lửa vào doanh trại âm. Phía bên dưới tên lửa cũng được phóng lên đánh trả. Quân đội loài người hai bên đánh nhau như điên, cũng may là loài khỉ vừa kịp chạy thoát. Crusher chẳng quan tâm, một mình lao tới phòng tên đại tá. Bất chợt anh nhận ra tên đại tá kia đang phê rượu. Crusher vội cầm khẩu súng lên chuẩn bị kết liễu hắn trả thù. Thì ra, tên đại tá này đã nhiễm cúm khỉ, loại virus đã khiến hắn đau đớn chảy máu không ngừng. Hắn cầu xin muốn thì làm ơn giết hắn, nhưng lòng nhân từ của Crusher một lần nữa khiến anh không thể ra tay. Phu khỉ Crusher đưa luôn khẩu súng cho hắn và thật sự hắn đã cầm súng lên tự kết liễu đời mình. Cùng lúc này, bên ngoài chiến tranh vẫn đang xảy ra ác liệt. Con khỉ phản bội lắp súng máy cho thằng lính bắn đồng loại của mình. Đúng là loài nào cũng có kẻ đê tiện và bị ổi, không thể nào tưởng tượng được. Crusher thấy loài khỉ đang bị tàn sát thảm thương, anh vội vàng vơ lấy một túi lựu đạn, muốn chạy đến cho nổ bình xăng, nhưng tiếc rằng chưa kịp ném lựu đạn vào đó thì đã bị lính bắn tỉa hạ sát mất rồi. Crusher đau đớn nhưng không làm gì được. Đúng lúc này, một quả phóng lựu bay tới giết tên lính, thì ra con khỉ phản bội đã quay trở lại giải cứu Crusher. Đương nhiên, nó bị ăn ngay một viên kẹo đồng trả giá. Như vậy, Crusher có cơ hội ném lựu đạn vào cái bình xăng, gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa, phá hủy căn cứ. Crusher chạy xuống hầm trước khi bình xăng cuối cùng nổ tung và kịp thoát ra ngoài cùng lúc với quân đội Mỹ tràn vào căn cứ. Nhưng vụ nổ vừa nãy lại gây ra một trận lở tuyết kinh hoàng. Tuyết lở vẫn nhanh hơn bước chân con người khiến toàn bộ quân đội Mỹ chôn vùi mất xác. Chỉ có loài khỉ bản năng sinh tồn trèo lên cây cao và thêm chút may mắn mới thoát được đại nạn này. Kết thúc cuộc chiến, loài khỉ đi tìm một vùng đất mới theo lệnh Crusher. Loài khỉ tìm vùng đất khác tránh xa con người. Cuối cùng cũng tìm được một vùng đất có phần nào trùng đầy đủ. Crusher ngồi thụp xuống cùng vị quân sư đười ơi. Thì ra vết thương mũi tên bắn xuyên nách đã quá nặng rồi. Crusher ngậm ngùi nói ra những lời từ biệt cuối cùng, nhìn đàn khỉ của mình yên vui với cuộc sống mới. Vua khỉ Sailor cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt ra đi, để lại một thông điệp hòa bình, xin đừng chiến tranh nữa. Loài vật chỉ tấn công khi chúng bị đe dọa, chính lòng tham và dã tâm của con người mới khiến chúng ta tự giết hại lẫn nhau. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim.